Thưa quý vị, ngày 30 tháng 6, tại điểm du lịch Nông Trại Phan Nam, xã Mỹ Khánh, thành phố Long Xuyên, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư tỉnh An Giang phối hợp cùng Trung tâm Xúc tiến Thương mại Nông nghiệp TikTok Việt Nam và các đối tác tổ chức lễ khai mạc chợ phiên OCOP Hương vị An Giang năm 2024 trên nền tảng TikTok. Sau lễ khai mạc là phiên livestream giới thiệu bán hàng trực tuyến 120 sản phẩm OCOP, sản phẩm tiềm năng hướng đến OCOP trên địa bàn tỉnh. Trong đó có một số sản phẩm đặc trưng như khô cá lóc, đường thốt nốt, tương hột thốt nốt, mắm cá linh chừng, trà kim ngân hoa, lần lượt được giới thiệu đến khách hàng trên cả nước. Cái chương trình này mình cũng có sự hỗ trợ của các creator, các nhà sáng tạo nội dung đó, thì mỗi bạn đều có tới mấy triệu, có bạn thì mấy triệu lượt follower, thì cùng một phiên livestream đó mà tất cả các creator, các nhà sáng tạo nội dung họ đều livestream và giới thiệu về các nhãn hàng. Nên là mình là một người chủ của nhãn hàng thì mình cảm thấy rất là nhiều lợi ích, bởi vì nhãn hàng của mình được rất là nhiều người biết đến trong một thời gian rất là ngắn. Phiên livestream có sự tham gia của nhiều nhà sáng tạo nội dung nổi tiếng như Hằng Du Mục, Thiện Nhân, Huyền Phi. Trong vòng 4 giờ, nhờ vào sự phối hợp ăn ý giữa các nhà sáng tạo nội dung và các nhà bán hàng địa phương, phiên livestream đã ghi dấu nhiều khoảnh khắc thú vị và bùng nổ. Tổng phiên livestream đã tiếp cận được 31,6 triệu người, trong đó có 1,6 triệu lượt người xem trực tiếp và bán trên 17.800.000 đơn hàng. Ở An Giang có quá nhiều các cái sản phẩm dịch vụ hấp dẫn, các cái đặc sản, các cái câu chuyện nó gắn liền với các cái nông đặc sản của An Giang, ví dụ như câu chuyện của thốt nốt chẳng hạn. Thế thì TikTok sẽ đồng hành cùng với tỉnh để giúp các cái doanh nghiệp vừa và nhỏ, các cái hộ kinh doanh cá thể, các cái sản phẩm dịch vụ của An Giang có thể kể câu chuyện của mình đến với cả nước. Đồng hành cùng TikTok thì có rất nhiều những cái nhà sáng tạo nội dung, rất nhiều trong số đó là các bạn có đến nhiều triệu follower và nhiều triệu người theo dõi, và chúng tôi tin rằng là các câu chuyện về nông đặc sản của An Giang sẽ được lan tỏa. Phiên chợ OCOP Hương vị An Giang trên nền tảng TikTok không chỉ giúp sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng của tỉnh Dương Xà, mà còn giúp các doanh nghiệp, chủ thể OCOP thay đổi nhận thức về giao thương, làm quen với thương mại điện tử để cải thiện năng lực bán hàng. Đây đang là một xu hướng tất yếu trong các nền tảng mua sắm online, giúp cho các nhà bán hàng nâng cao giá trị và giúp người tiêu dùng dễ dàng tương tác với người bán về thông tin chất lượng sản phẩm. Hôm nay thì chỉ làm một cái buổi live stream để cho doanh nghiệp tiếp cận với lại cái công nghệ mới. Và sắp tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong việc hỗ trợ tập huấn, đào tạo các kỹ thuật, cũng như là kết nối giữa doanh nghiệp với các nhà sáng tạo nội dung. Để nhà sáng tạo nội dung bước đầu thì họ sẽ hỗ trợ doanh nghiệp live để bán các cái hàng hóa. Sau khi người tiêu dùng họ nắm được cái thông tin, họ biết được sản phẩm và họ tin dùng sản phẩm, thì tự doanh nghiệp họ phải tổ chức thực hiện các nhiệm vụ live stream tiếp theo để sản phẩm của họ được đến người tiêu dùng nhiều hơn. Phiên chợ OCOP Hương vị An Giang đánh dấu bước phát triển mới trong mục tiêu giúp doanh nghiệp, chủ thể sản phẩm OCOP trong tỉnh đa dạng hóa kênh phân phối và tăng cơ hội tiếp cận khách hàng, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển tiêu thụ nông sản và quảng bá du lịch nông thôn trong thời gian tới.